Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 20 tháng 4, thời tiết tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước đều có nắng vào trưa chiều, thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân. Cụ thể ở miền Bắc trời chỉ nhiều mây vào sáng sớm, sau đến trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 23 cho đến 26 độ ở phía Đông Bắc Bộ, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn. Dự báo từ ngày mai nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh tại các tỉnh miền Bắc. Với các tỉnh thành miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh chỉ nhiều mây vào buổi sáng, sau đó trời chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 27 độ. Vùng từ Quảng Bình trở xuống đến Bình Thuận không chịu tác động của không khí lạnh nên có nắng ngay từ sáng, chiều tối có thể có mưa nhưng chỉ cục bộ và trong thời đoạn ngắn. Nhiệt độ ở các khu vực này phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày cả hai khu vực phổ biến có nắng nhiều với nhiệt độ trưa chiều dao động từ khoảng 29 cho đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng 31 cho đến 34 độ ở Nam Bộ. Riêng một vài nơi ở miền Đông có thể có mức nhiệt cao hơn. Đến chiều tối mưa dông xuất hiện rải rác, tập trung ở khu vực miền Nam. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do không khí lạnh suy yếu nên gió trên khu vực biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chuyển dần sang hướng đông đến đông nam và giảm dần về cường độ, phổ biến ở mức cấp 4, biển êm. Chỉ lưu ý khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể có gió giật mạnh. Như vậy, trong ngày và đêm nay, nắng xuất hiện tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước vào trưa chiều. Đến tối, mưa xuất hiện vài nơi ở các tỉnh thành phía Nam. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 20 tháng 4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.